gì ăn hết, ảnh không có ai chăm lo hết, cho mình phải tự mình phải chăm lo ảnh, thành thói quen của em luôn. Những ngày đầu á quen em á mà ảnh không có tiền, ảnh có 10 ngàn trong túi à, mà ảnh nói là ảnh ăn đủ. Em cũng không biết ăn đủ là ăn sao luôn. Ăn không khí. Ảnh nhìn đó mà ảnh giấu á, cái xong ảnh bị trào ngược bao tử, có nhiều lúc em lên nó cơm không kịp cái ảnh ói ra nước luôn. Cái lúc đó là em xót á. Ừ, thương quá rồi, coi như lúc đó là em san sẻ, em lo cho ảnh. Dạ đúng rồi. Tầm khoảng 6 tháng đến 9 tháng á, tụi em có 18 cộng nhưng mà tự nhiên phát hiện ra là không có tín hiệu gì hết, cái ảnh tự đi khám. Người ta phán ảnh là chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Cái ảnh tự buồn mà ảnh biết em thích nít nên ảnh kiếm lý do chia tay em. Đó khó khăn á, ảnh đi thi mà ảnh đâu có đi ra giúp em được đâu, em phải tự đi. Đi đến là mà động thai luôn. Nhưng mà em vẫn cố gắng vì ảnh và vì em nữa. Rồi rốt cuộc tụi em cũng có một cái đám cưới. Cảm ơn mọi người đang xem đài. Em là Nguyễn Phúc Thiện. Dạ, em sinh năm 93, đang là nhà sản xuất âm nhạc. Anh có nghe rồi, nghe cái tên rồi. Em có những cái bài hát gì em có thể kể? Bài hit á. Dạ, kể như bài Bóng Bóng Bang Bang. Nếu việc nói về nhạc trẻ thì có Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, hay là Em Không Sai Chúng Ta Sai. Eric. Mời em giới thiệu về mình. Dạ anh chị ạ, em tên là Bảo Quyên, em sinh năm 93, em là nội trợ thôi. Với lại phiên dịch viên cho chồng em. Phiên dịch viên là sao? Dạ chồng em nó nói chuyện khó hiểu lắm nên em đi đâu em phải là phiên dịch viên lại cho vậy. Dạ. Nhưng mà trước đây là em có tham gia trong showbiz không? Dạ không, em là người bình thường. Dạ. Vậy sao mà gặp được nhau vậy cưng? Tụi em gặp nhau trước khi em vào nghề luôn cơ. Từ khi em mới bước vào Sài Gòn luôn cơ. Em là gốc ở đâu? Ở Đà Nẵng. Học hết đại học xong em mới vào Sài Gòn thì gặp bạn này luôn. Nhưng mà cơ duyên gặp là trên Facebook á, like một cái đoạn clip của ca sĩ Lưu Hoàng Bây Giờ. Cái đoạn clip đó là Lưu Hoàng diễn chung với bạn này. Thì em mới thấy là ôi bạn này điên điên giống mình. Hồi đó em cũng hay quay mấy cái kiểu điên điên á. Mình nên học hỏi những cái người như vậy để mình quay cái clip dạng giống như TikTok bây giờ. Em mới ép Facebook, chủ động ép Facebook bạn này. Cái xong rồi hiểu lầm trên Facebook nữa. Trùng thời điểm em viết status đó thì bạn đó viết một cái status đừng có viết linh tinh nữa, lo rửa chén đi. Thì em tưởng là nói em là em ghét em, em ghét. Sao á là cái đợt đó là Facebook nó bị nhiễm cái virus á, hay cập nhật những cái đường link mà 18 cộng. Bạn này bị cái em vô em cà khịa lại. Cái là từ đó là nói chuyện qua nói chuyện lại. Em có ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì bạn này status nào bạn cũng like hết nên em để ý một chút. Status của em là like. Dạ, vâng, cứ lên là like thôi. Dạ, em like dạo mà anh tưởng là em like ảnh. Tưởng là mình quan tâm ảnh. Dạ đúng rồi, đúng. Bao lâu thì hai em mới gặp nhau ngoài đời? Tính thời điểm nói chuyện là một tuần sau là ảnh bay vô Hồ Chí Minh á, rồi em với ảnh mới gặp nhau. Tự nhiên gặp nhau xong rồi ảnh với em như có gì á, là ngày nào cũng phải gặp ảnh hết á. Gặp trong vòng một tuần cái em thấy là có một cái mối quan hệ gì đó mình phải kéo dài với bạn này. Mình muốn gặp hoài, mình muốn gặp là hoài. Thiệt có như vậy không? Dạ em thì gần như vậy thôi. Sau một thời gian gặp mặt thì thấy bạn này cũng khá là vui tính, cũng khá là dễ chịu, thậm chí là cũng có phần hơi mắt bát giống mình nữa. Nhưng mà lúc đó là em đã bắt đầu với cái công việc sáng tác nhạc chưa? Chưa, nói chung là cũng chưa có cái gì bắt đầu về công việc cả. Dạ em học đại học vào thôi. Anh trai em là anh Nolisi có gửi lời là vào giúp anh. Thì em cũng chưa biết cái gì hết. Anh trai là anh ruột em à? Dạ vâng. Wow, Odyssey là anh ruột của Odyssey hả? Dạ, dạ. Idol của anh đó. Dạ, cảm ơn. Idol của anh đó. Dạ. Idol của con trai anh luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó em vô đây rồi kinh tế chắc cũng khó khăn đúng không? Dạ tất nhiên là khó khăn, thậm chí không có tiền ăn luôn. Tại vì anh em đi diễn tối ngày à, nên là cho một ít để coi như là ở nhà có gì nấu ăn đi. Em quen ảnh em không biết ảnh như vậy. Tự nhiên em gặp ảnh, anh cù bất cù bơ không ai lo hết. Mà anh không biết nấu cơm, anh không biết gì hết mà. Biết nấu cơm nha, biết nấu cơm nha. Anh biết nấu cơm, anh không biết được nấu đồ ăn. Mà ăn cơm trắng sao được. Anh không có gì ăn hết, anh không có ai chăm lo hết. Cái mình phải tự mình phải chăm lo ảnh, thành thói quen của em luôn. Những ngày đầu á quen em á mà anh không có tiền. Anh có 10 ngàn trong túi à, mà anh nói là anh ăn đủ. Em cũng không biết ăn đủ là ăn sao luôn. Ăn không khí. Anh nhìn đói mà anh giấu á. Cái xong anh bị trào ngược bao tử, có nhiều lúc em lên nó cơm không kịp, cái anh ói ra nước luôn. Cái lúc đó là em xót á. Ừ, thương quá rồi, coi như lúc đó là em san sẻ, em lo cho ảnh. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó em cũng là sinh viên thôi. Thì cha mẹ em cho em một tháng thì cho em nhiêu đó tiền, kéo dài 2-3 tháng vậy á, em không đủ kinh tế để mà hai đứa lo vậy. Thì em mới nhắn cho anh, người anh của ảnh, em có ông đó, ông về ông lo giùm đi chứ tôi không hết khả năng rồi. Thì lúc đó thì gia đình ảnh mới nhớ tới ảnh, nhớ chực ra là còn có một thằng cu thiền nó ở đây một mình đó. Ảnh là người mượn tiền em, mà hồi xưa đến giờ là ai mượn tiền em mà không trả nghiệp quật á, bị cái này bị cái kia. Còn ảnh á, ảnh mượn tiền em tới giờ ảnh đâu có trả đâu, bây giờ ảnh nuôi lại em cả đời luôn. Là nghiệp quật đó, là bây giờ phải nuôi cả đời đó. Không biết hơn hay xui nữa. Dạ vâng. Mà lúc đó là quen nhau được bao lâu? Dạ trong một tháng, hai tháng đầu á. Mà tụi em yêu nhau mấy năm rồi?
Dạ, tụi em yêu nhau là từ năm 2014 tới giờ. Có cái biến cố gì? Dạ. Chia tay, chia chân rồi gây lộn rồi này kia lúc ấy còn nhỏ dạ, quá có, mà. Dạ, dạ, dạ có. Tầm khoảng 6 tháng đến 9 tháng á, tụi em có 18 cộng nhưng mà tự nhiên phát hiện ra là không có tín hiệu gì hết, cái ảnh tự đi khám, người ta phán ảnh là chỉ có khả năng sinh con là 8% thôi. Cái ảnh tự buồn mà ảnh biết em thích nít nên ảnh kiếm lý do chia tay em. Anh đâu có lý do gì đâu, chia tay đang vui vẻ, cái ảnh tự nhiên đang ngồi ảnh quýnh em quá trời luôn, tắt bóp em muốn rụng răng luôn. Trời em tức, cha mẹ tôi chưa ai quýnh tôi ngày nào hết mà ai người lạ quýnh tôi là tôi quýnh nát nước luôn. Cái anh đè đầu quýnh quá trời, cái tự nhiên ôm em khóc. Khóc cái này rồi kể, mới nói lý do đó. Dạ, đúng rồi. Mà tôi nói thiệt cũng đúng là mấy ông nhạc sĩ chắc cũng bay bay trên trời. Dạ đúng rồi. Không biết tìm lý do nào. Đánh thì bởi vì đang ngồi cười vậy đó. Đang đi uống cà phê, đang vui vẻ. Bây giờ tự nhiên từ cái trạng thái vui mà chuyển qua trạng thái buồn thì không biết chuyển như thế nào. Ông quýnh em một cái. Nên là thôi mình chuyển ngay lập tức luôn. Hết hồn đúng không em? Dạ, em hết hồn luôn. Mà em hết hồn thì em cũng... em miếu miếu rồi, em muốn miếu rồi. Nhưng mà tự nhiên em tức là đau quá, em không miếu được á. Cái xong rồi em mới suy nghĩ là tại sao miếu, phải quýnh trước á rồi miếu sao. Em quýnh, đè đầu quýnh quá trời. Lúc đó là tởn, từ lúc đó em quýnh xong là tởn rồi hết, dám đụng em. Đó em nghĩ sao, còn mới quen thôi mà chưa gì đã sợ hãi là sao vậy? Dạ thì kinh nghiệm tình trường của em thì không có nhiều. Vào Sài Gòn thì cũng đâu có em biết ai nhiều, thì có được bạn nữ này thì cũng may mắn lắm rồi. Nhưng mà khi mà biết kết quả đó thì em cũng hơi bị hoang mang. Tương lai, bạn, đúng không? Tương lai sẽ không đi tới đâu mà mình không nên để phí cái thanh xuân của người ta như vậy. Thì lúc đó tính ra là cũng gần như là tới tuổi có thể là lập gia đình được á chứ. Cuối cùng thì sao? Em mới thấy 8% đó là nhiều á chị. Thì bây giờ tụi em hai đứa rồi, nhìn nhận lại là 8% mà hai đứa. Hóa ra là 8% là một con số nhiều. Nhưng mà nè, các em là có nghĩa là có em bé trước khi cưới hay là sau khi cưới? Dạ có em bé trước khi cưới. Nhưng mà cái chuyện này là nằm trong dự tính của tụi em. Hai gia đình không chịu hay sao mà? Dạ vì ba em khó sinh ba lấy chồng á, ba em kêu là 30 tuổi thôi. Mà 30 tuổi là hết đời của em rồi. Hồi đó giờ em không dẫn ai ra mắt hết. Cái xong rồi em cho anh này gặp ba mẹ em. Em diễn cớ cho gia đình em ra Đà Nẵng thăm gia đình ảnh. Cái xong rồi em về, cái em có bầu. Không chỉ lần đó đâu. Những cái ngày bình thường, ngày đẹp trời nào đó thì dạ em lúc đó cũng đã nói là em hai vạch rồi, nhưng mà là nói xạo không hà. Nhưng mà tự nhiên tới một cái ngày mà cũng nhắn như vậy, cũng y chang câu từ như vậy, nhưng linh mà cảm. Linh cảm đó là sự thật. Em thấy cũng hơi lo, chưa ổn định được cái gì cả, mà tài chính thì cũng khó khăn. Cái thứ hai là chưa nói chuyện với gia đình. Dạ mới gặp mặt đó chứ, mà chị tưởng là em phải mừng chứ, tại vì cái vụ 8% đó đó, mừng trước mới lo sao. Thì em lại ngược lại, em lại bị lo trước. Sau một thời gian thì em lại thấy ủa, đây là việc mà hai vợ chồng mình đã đi tính trước rồi, đi chùa hộ khẩn rồi các kiểu. Thì em lại thấy đó là một tín hiệu tích cực, con là trời ban. Thời điểm có bầu á, anh này đi thi The Remix vô vòng chung kết. Lúc đó em không mình nè, em không nói được với ai hết. Em phải tự tổ chức đám cưới. Bên nhà chồng em thì biết, anh chị chồng cũng giúp em được một số thứ. Lúc đó khó khăn á, anh đi thi mà anh đâu có đi ra giúp em được đâu. Em phải tự đi, đi đến nỗi mà động thai luôn. Nhưng mà em vẫn cố gắng vì ảnh và vì em nữa. Rồi rốt cuộc tụi em cũng có một cái đám cưới. Nhưng mà chị hỏi Thiện nè, cái lúc mà em nghe tin vợ em có bầu á, cái cảm xúc của em sao? Lúc đó cái cảm xúc em ở trong cái chương trình như thế nào? Cực kỳ lo lắng luôn. Em phải nói là rất lo lắng và em muốn giúp vợ những cái thứ đó, nhưng mà vợ em lại ngăn cản, kêu là anh cứ tập trung lo cái việc đó đi, còn lại những cái chuyện đó để em lo được rồi, em lo được hết mà. Bây giờ gần như là 90% rồi, giờ còn 10% nữa thì không lẽ lo không được. Em nghe thì em cũng thấy cũng thương, muốn giúp đỡ gì đó mà vợ nhất quyết không cho. Tức là cứ thi. Dạ, em lại thấy thương vợ hơn nhiều. Với đôi trẻ mà phải nói một người rất là tài năng, một cô vợ rất là giỏi giang. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới bây giờ là được 3 năm rồi. 3 năm hai đứa, trai gái đủ hay sao? Dạ trai gái đủ. Chúc mừng. Bây giờ nè, tới đại hội vạch mặt mà. Tật xấu, em có coi chương trình này nhiều không? Dạ có. Em biết cái phần mà khui tật xấu không? Dạ em có chuẩn bị không? Rồi em thích đó, bây giờ cho em đăng đàn đó. Dạ. Bóc phốt. Ra thì ở nhà em cũng lít ra được nhiều cái tật xấu. Tại vì cái lên chương trình này là em là người đăng ký. Xong mà em đăng ký xong rồi em mới báo ảnh. Ảnh nói là trời ơi bà hại tôi rồi. Rồi đây cơ hội của em đó em. Dạ anh hay cái tật gì kỳ cục. Em đi toilet là ông mở cửa ra ông chụp hình lại. Chụp lén em. Trong điện thoại ảnh toàn là hình em đi toilet không. Nó kỳ cục lắm luôn. Dạ không, bởi vì đó là tật xấu của vợ em là đi toilet không đóng cửa. Dạ, em không đóng cửa là tại vì em chăm con. Em không hiểu lý do tại sao ảnh vô toilet chụp hình em hả? Ông cầm cái tấm hình em để ông đe dọa. Tại vì em á, em là nắm cán ông hết mà ông đâu có nắm gì đâu. Cái xong mà ông cứ lấy hình đó là ê bà tin tôi không, tôi up bà hình này lên Facebook của bà đó nha. Đó, ông lấy hình em là ông đe dọa em. Đó rồi.
tật xấu gì nữa? Mặt ngay trời, giờ nó hay hát dữ lắm đó. Dạ dạ, em biết đó mà. Rồi tật xấu thứ hai của ảnh là hả, những cái đường xá trong trong thành phố của ảnh, ảnh đi 5-6 năm nay rồi ảnh không nhớ một cái đường nào hết. Ảnh đi rước em là ảnh cũng không biết đường, toàn em đi bộ ra không à. Tức là tật xấu đó là không thể cải biến được, tại vì ảnh ở Đà Nẵng 20 mấy năm ảnh còn không nhớ đường Đà Nẵng nữa. Coi như là bị bệnh mù đường đó. Mù đường. Đi lên phim trường quay chắc cũng lạc đường. Không biết luôn, không biết luôn. Tức là anh đi làm công việc gì á, một là em làm tài xế em chở anh đi, hai là anh đi taxi. Anh chỉ biết từ nhà ảnh đến công ty thôi, rồi còn lại không biết gì hết. Rồi còn gì nữa không? Còn ngoài ra một cái tật xấu là anh không biết thả bơm. Điều tích cực chứ sao lại là tật xấu được. Anh không biết thả bơm mà mỗi lần anh đau bụng là anh đau bụng, anh không biết giải quyết như thế nào, thì con người mình phải thả những cái gì đó ra nhẹ nhàng, anh không biết thả. Em cố gắng động viên là thả bơm, anh nói sao em làm được, anh không làm được, anh không biết làm. Còn sao? Cái tật xấu thứ ba của ảnh là anh có hậu đậu không? Dạ, ảnh rất là hậu đậu. Tay chân ảnh cứ vụng về á. Ví dụ như ảnh làm cái việc gì á thì cái lực tay của ảnh nó sẽ là maximum. À. Còn kêu anh giảm lại anh sẽ làm minimum, anh không có ở giữa là medium. Một là mạnh cực đại, hai là ảnh mà tiểu. Ảnh mà làm gì cho em á, một là em đau, hai là con em chạy xước vậy đó. Nói chung là em mà thấy ảnh làm việc nhà là em sợ lắm, sợ đồ vật hư chứ không phải sợ gì hết. Có hay rớt đồ rồi. Ảnh làm hoài kiểu đó là đụng đâu rớt đó mà đó. Cái đó con là... nơi nào con rớt xuống nệm không? Dạ ảnh đoán tới nỗi mà con em nằm sơ sinh từ bệnh viện về nhà đặt xuống là ảnh lấy cái gói ảnh chồng hết con em đâu mất tiêu luôn, ở dưới ở đâu mất tiêu luôn. Trời xong mà ảnh nhớ lại ôi trời con mình dưới, ảnh lục cái gói ra ảnh mới kiếm. Hậu đậu ha, công nhận. Dạ. Hậu đậu thấy sợ luôn á. Xong rồi con em á mà ảnh ẩm á là ảnh va đầu này va đầu kia, va đầu này va đầu kia, trời ơi nát nhỏ luôn á. Nát ôi, ôi, bây giờ giống như ảnh búp bê vậy. Bây giờ em mong muốn ổng thay đổi gì? Em mong muốn ổng là thí dụ như là ảnh làm gì á thì cũng phải để ý xíu, tại vì cái tật ảnh không để ý á nên ảnh mới bị hậu đậu vậy. Từ từ thôi, làm gì cũng phải từ từ, điều chỉnh từ từ. Ảnh cái gì cũng làm ào ào cái xong rồi bể hết. Để thì, tâm vô, dạ, để tâm rồi. Mà để ý nữa đúng không? Đúng tại vì nhiều khi lúc đó là đầu đang lãng đãng với những nốt nhạc, với những cái gọi là actor. Ảnh thì khi mà tập trung vô nhạc, ảnh tập trung vô rất là tốt. Nhưng mà khi mà ảnh thoát ra khỏi cái phòng nhạc là ảnh như một cái con người gì em không biết nữa. Nhiều lắm em. Nói chung là ở trên anh đã từng chứng kiến rất nhiều. Bây giờ tới em nè, dạ, em nói về vợ em đi. Đối với em, có được người vợ như vậy đã là may mắn trong cuộc đời em rồi. Tất cả những cái mà tật xấu của người vợ em, một thời gian sau em lại thấy đó là một điểm tốt cho cuộc sống của vợ chồng. Thí dụ như là vợ em hay cằn nhằn đó, thì những cái lời cằn nhằn đó cái nhất là tốt cho mình, cái thứ hai là những cái lời cằn nhằn nó không đâu vào đâu hết, mà những cái câu đó thấy cũng đôi khi thấy cũng hay vui em, vui phải không? Dạ, vui. Thế nên mỗi lần chửi thì em đều cười thôi à, xong rồi lấy những chính những cái câu đó lại viết ra những cái bài hát chất liệu, làm chất liệu để mà mình sáng tác ca khúc. Em sai, chúng ta sai đó, không phải từ là cái dạ, đúng chính xác, chúng ta sai. Dạ. Dạ. Đâu có trả tiền tác quyền cho em đâu, em trả cho em cả đời đâu, con gì trả cả đời rồi đúng không? Cái tiền tác quyền á cuối cùng nhận về ai giữ? Dạ đây, dạ cho em chỉ là một cái tài khoản, mà tài khoản đó giống như là hữu danh vô thực vậy. Hồi đó em 10 ngàn em cũng nói mà ăn đủ, mà bây giờ em cho 50 ngàn hay 100 ngàn là ngon rồi á. Dạ, đúng rồi. Còn gì nữa, còn gì xấu nữa không? Cái hay đoạn giống em không? Chính vì em đoạn quá rồi nên là bạn này không hề đoạn, nhưng mà bạn này bị có cái là hay quên. Không biết là hay quên là do sinh em bé hay là như thế nào. Những cái chuyện mà đáng ra phải nhớ thì lại quên. Mà đáng ra phải quên là em phải nhớ rất kỹ. Cuộc đời của cô ấy là thích cái gì nhất? Dạ thích đếm tiền. Bởi vì thích mỗi đếm tiền thôi. Còn lại phải thích một cái việc gì. Em về đương cọc tiền vẫn ngồi mới đếm hoài không? Dạ có, đếm từ tối nay cho tới sáng mai thấy vẫn đếm. Em đếm xong em xếp theo ngay ngắn rồi xong rồi em xếp theo ngay hình. Đi bái Minh Nhí làm sư phụ. Ông thầy hiểu không, tiền mới là phải để riêng ra, còn tiền cũ là để riêng ra. Dạ. Ngày xưa ông thầy tôi, ông thầy của ông này nè là còn ủi nữa. Tiền mà tiền phải bô lê quá đó, ủi. Tiền bằng giấy là ủi. Dạ em có ủi. Có ủi luôn, có ủi luôn. Ủi luôn hả? Dạ. Mấy cái tiền mà tiền giấy bình thường á là tiền 1 ngày 2 ngày em ủi. Em biết thầy Minh Nhí của anh không? Dạ. Biết thầy Minh rồi, bữa nào Minh đi ơi, qua gặp bái sư. Mình bữa nay tôi kiếm được hậu duệ của Minh rồi đó Minh ơi. Rồi, trời ơi, vợ chồng này cưng quá, dễ thương quá. Thật sự không có cái gì để góp ý luôn á trời. Thật sự sẽ không hỏi em là mong muốn vợ thay đổi điều gì. Dạ. Bởi vì nãy em đã nói rồi, bây giờ những cái tật xấu đó lại là những cái điều mà điều tốt là, đó. Là hay dạ, đối dạ. với em hiện nay. Dạ, vâng. Và em cần phải giữ lấy nó đi để gọi là trân trọng với nó. Dạ, đúng rồi. Thôi, xin chúc cho chúc hai đứa hạnh phúc. Chúc hai em sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Công việc em sẽ càng ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đón coi, chắc cũng làm cái gì có liên quan đến bác sĩ này. Đúng không em? Giới thiệu cho mình đi. Em tên là Quỳnh Lê Trung Tính, năm nay em 30 tuổi, em là công an. Hả? Còn em? Em là Lê Thị Tâm, năm nay em 29 tuổi, em làm việc tại nhà, em may đồ. Rồi, hai em là gặp nhau trong một trường hợp nào? Thì hai vợ chồng em gặp nhau trong trường hợp một lần là em đi làm
nhiệm vụ của em. Đi tới đó thì cũng lúc đó cũng chưa vô nhà gì vợ em nữa. Sau này khoảng một tháng sau, lúc đó đang làm nhiệm vụ mà vô mới sang nhà ông ngoại. Ông ngoại vợ em vô đó ngồi thì ngồi cũng nói chuyện, thấy em là thấy cũng thật thà, thấy ông ngoại mà vợ em mới nói là tao có hai đứa cháu gái với muốn giới thiệu cho tụi bay, thì tụi bay có đồng ý hay không. Thì lúc đó thì em cũng chưa, cũng ngồi cười thôi. Dạ, thì lúc xong rồi tới buổi chiều xong vợ em mới đi về. Về thì lần đầu tiên em gặp thì cũng thoáng qua thôi. Vô nhà ông ngoại mua đồ xong rồi về nhà vậy thôi. Thoáng qua vậy thôi. Thoáng qua. Cũng không ấn tượng. Không ấn tượng gì luôn. Dạ. Ủa lúc đó là em ông em có thấy ông này ông ngồi thù lùi với nhau? Em đi làm về thì ông ngoại gọi, ông ngoại nói qua, ông ngoại nói cái này. Đi qua thì ông ngoại nói có mấy anh này tới đây chơi, con nói chuyện với mấy anh này thì con nói chuyện. Cũng chẳng có quen biết thì nên đâu biết nói chuyện gì. Thế nhìn qua cái cũng chẳng biết tên gì cả, đi xuống luôn. Nên là cũng không có ấn tượng gì, cũng không có quan tâm gì luôn. Nhìn thoáng qua một cái buổi giới thiệu mà thoáng qua vậy. Rồi cái lần thoáng qua thứ nhì là sao? Hồi đó có đi chung với một người nữa. Em mới sực nhớ là hồi đó đi thì cũng có thấy vợ em sau này đi, nhờ người đó đi về xin số điện thoại. Tại vì em thì ở xa quá. Em ở đâu rồi? Dạ em quận 5, vợ em ở Gò Vấp. Đó thì xin số điện thoại, mới đầu xin số điện thoại thì em chỉ chọc chơi thôi chứ cũng chưa có gặp nữa. Lên mạng chat qua thì em chat thì thấy nói chuyện thấy cũng hợp hợp. Không, nhưng mà chị hỏi là lúc mà chồng em chat trên mạng á thì em có biết cái anh đó là cái anh mà một bữa đã ngồi ở nhà ông ngoại mình không? Nói chung là em không ấn tượng anh lắm, em chỉ ấn tượng cái anh mà đến xin số điện thoại của em á. Là ấn tượng của người kia. Vậy em có tưởng là anh đó chat với em không? Không, ý là em nói chuyện với anh đó một thời gian thì em thấy anh nói chung là nó không hợp tiếng em. Nên là sau này anh này xin số điện thoại của anh đó lại nói chuyện thì em lại thấy hợp hơn. Nhưng mà em không có nhớ mặt anh này đâu. Một thời gian sau anh ấy hẹn em uống cà phê. Anh ấy chưa có vô nhà lần nào nên là anh không dám vô nhà. Anh đứng ngoài anh đợi em. Anh đứng ngoài anh đợi em. Mà em ra em còn không biết có phải người này nữa không. Lúc đó vợ em ra em cũng không biết phải người này. Nhưng mà không cho thấy mặt nhau trước ta. Trên mạng có thấy được không? Không, có cái hình nhỏ xíu à, không có nhìn thấy rõ. Hay đi uống cà phê thì thấy nói chuyện cũng tình cảm. Nói tóm lại là khi tụi em yêu nhau là mọi thứ đều rất là trơn tru vui vẻ. Đúng không? Vậy thì lúc lấy nhau rồi á, nó có vui vẻ trơn tru như lúc mà đang yêu nhau không? Nói chung là nó cũng có một vài chuyện. Tính chồng em là hay nóng tính lắm. Mà em là không thích nói chuyện cộc cằn. Em thích là có chuyện gì thì chồng nói nhỏ nhẹ từ từ. Mà em cứ nói cái là chồng em bắt đầu nạt lại em. Nên là em cũng buồn lắm. Anh không chị nghĩ là... hiểu. Đúng không? Đúng không? Không nghĩ là không phải người như thế này mà có thể là lớn tiếng mà nạt vợ. Này hồi nãy nói lớn chút xíu mà sát tiếng luôn mà làm sao mà nạt. Thôi có nào phải dựng chuyện luôn. Có, nói thiệt. Hả, có không? Đúng không? Em cứ nói đi. Coi như bữa nay là đại hội giặt mặt đi. Tại vì về cứ lo suy nghĩ trong công việc, trong cơ quan, không bị chết đầu óc. Về vợ em nói này nhiều lúc em cũng có phần là hơi nóng tính thiệt, em quát mắng vậy. Bao nhiêu lâu thì mới lấy nhau? Tụi em quen nhau cũng phải thời gian 2 năm á. 2 năm. Ngay từ khi quen là em biết tiếng Anh là ít nói, với lại anh cũng hay giận hờn vu vơ lắm. Mấy sau này lấy về rồi em mới phát hiện là em còn không có giận dỗi nhưng anh ấy luôn, mà anh ấy cứ em đụng cái gì cái anh ấy giận em không hề nói chuyện luôn á. Vậy hả, em giận gì vậy cơ? Nhiều lúc em quát mắng vợ em xong rồi em cảm như em thấy em bị hố. Bị hố hả? Dạ. Tự giận bản thân mình đúng không? Dạ. Em thì xin lỗi thì nói thật là em cũng không biết xin lỗi. Thì tối về thì nằm ngủ thì em ôm vợ em vậy. Hành động. Hành động đúng không? Dạ hành động. Rồi. Tức là ôm thôi chứ không có nói là cho anh xin lỗi hay là gì hết. Mà em có muốn chồng em vừa ôm vừa nói không? Có, thời gian đầu á em cũng thấy có nhiều chuyện nó cũng hơi buồn. Nhưng mà giờ thì em hiểu là nó cũng đỡ. Thời gian đầu lúc nào em cũng nghĩ không biết mình kết hôn có đúng không. Nhưng mà em vẫn thấy anh là một người tốt nên là em... 2 năm tụi em quen nhau rồi mới cưới nhau. Anh có hiểu em không? Em không biết, anh có hiểu em mức nào em không biết nữa. Đã bao giờ mà anh nạt em rồi anh mở lời xin lỗi em chưa? Chưa. Em chịu đựng gì hoài hả? Không, em cũng không muốn vậy nhưng mà mỗi lần em có nói gì lại bắt đầu giận nhau nữa. Nên là em không biết nói làm sao luôn. Nhưng mà giận nhau vậy thì ai làm quệ? Em làm quệ hay anh làm quệ? Lúc nào em cũng là người nói chuyện trước với anh không mà. Tại sao lại như vậy? Gia đình em thì ít người, chỉ có hai vợ chồng nói chuyện với nhau thôi. Mà giận nhau thì không ai nói với ai câu nào thì cũng buồn. Em có cảm thấy vậy là quá sức chịu đựng không? Có, em thấy có nhiều lúc em thấy chịu nổi luôn á. Nhưng lúc đó em suy nghĩ gì? Em nghĩ không biết mình
mình lấy em có đúng không? Nhưng mà sau này em nghĩ đến gia đình em, rồi đến tình yêu em dành cho anh ấy. Chưa bao giờ em nói. Tại sao em không thử một lần em nói cho anh nghe? Có, những lúc vui vẻ em cũng nói cho anh ấy, những chuyện như vậy là anh không có đúng. Những lúc như vậy là anh làm cho em cảm thấy buồn, thì anh cũng tiếp thu. Nhưng mà những lúc anh giận lên rồi anh không có nghĩ đến chuyện gì nữa. Em à, thật lòng em nha, em đã chứng kiến vợ em khóc nhiều lần chưa? Dạ rồi. Mỗi lần vậy em thấy em đau không? Thấy cũng áy náy trong lòng, thấy cũng muốn nói lời xin lỗi vợ mà em không biết sao, em nói không được. Vậy thì hôm nay nè, em đã nghe vợ em tâm sự nãy giờ, vậy thì em có muốn nói gì vợ? Chị thấy như vậy nè, vợ em á, cho đến thời điểm này ha, chị cảm thấy là vợ em có những cái áp lực, những cái nỗi buồn nó chất chứa gần như là ngoài cái sức chịu đựng rồi. Chị nhìn cái cách nói chuyện của em, chị nhìn vô mắt em thì chị có cảm giác điều đó. Và chị thấy rằng là nếu em để cái tình trạng này tiếp tục nữa thì hoàn toàn không tốt tí nào. Tại vì vợ em chịu đựng á, xong cứ chôn ở trong lòng á mà không xả ra được á, rất nguy hiểm. Mà rõ ràng ở đây á, là em mỗi lần em thấy vợ em khóc em cảm thấy đau xót. Chỉ có điều là em không thể nói ra được, đúng không? Em không nói ra được là thôi anh xin lỗi hay là như thế nào. Nhưng mà em có làm một cái hành động gì để mà thay cho cái lời xin lỗi không? Ví dụ như bây giờ vợ em đang khóc nè, nếu như em không nói được lời xin lỗi thì em sẽ làm gì để thay cho cái lời nói đó? Thì em cũng muốn thông qua chương trình này thì những gì mà lỗi lầm của em á thì mong vợ tha thứ cho em. Cũng muốn nói là lời xin lỗi đến em. Anh xin hứa sẽ biết lắng nghe, quan tâm tới em hơn nữa. Anh xin lỗi. Thực ra mà nói á, tùy theo cái nghề nghiệp, tùy theo cái môi trường để nó xây dựng lên một cái tính cách. Chồng em là một cái nghề nghiệp mà không lãng mạn như tất cả các ngành nghề khác. Cho nên rằng á, là trong một cái môi trường như vậy, thường là những người này á, họ kiệm lời lắm, họ kiệm nói ra những cái suy nghĩ của họ, là bởi vì đó là công tác nghề nghiệp, em hiểu không? Chính vì vậy mà chồng em nghĩ trong lòng mà không nói ra được, nó là cái bản chất nghề nghiệp. Cho nên em đừng nghĩ rằng là chồng em không thương em, thì em nghĩ vậy em sẽ rất tủi thân. Em phải chuyển cái suy nghĩ đó thì em sẽ không còn cái áp lực. Nãy giờ nếu chồng em không phải là làm ngành công an đó thì chị sẽ thấy rằng cái việc đó là chồng em sai hoàn toàn. Cho nên em nên thông cảm và em xem những hành động của chồng em thay cho lời nói cũng được. Ví dụ như chị nói hồi nãy á, em ôm vậy là ok. Hoặc là khi vợ khóc thôi, chả cần phải sáo rỗng là anh xin lỗi em gì, mà chỉ cần lau nước mắt cho vợ thôi, hoặc là lấy một cái khăn giấy đưa cho vợ, là em hiểu rằng đó là thay lời xin lỗi em. Em hạnh phúc với cái điều đó, em tha thứ cho chồng em với cái điều đó, và em quên liền, phải xóa đi liền, đừng có để trong đầu mình nữa, đúng không nè? Dạ, em suy nghĩ vậy em sẽ thấy em thoải mái yêu đời liền. Còn em á, không nói được thì giờ hành động nhiều hơn chút. Được như không? Hành động nãy vậy. Được không em? Đó. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Hai anh xin... em song sinh hay gì? Giống vậy chị ha. Mà để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À, khoan, mình nói lớn lên nha. Kim Anh vẫn ấy á, vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, rồi là còn chọc hai người này nữa. Chọc hai người này, hai anh em đó. Rồi, hai lại nè. Ba. Dạ con chào em chào chị Vân. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xin em mà xin con hoài. Chị mà xin con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người lại chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi. Hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở bên Hòa Đồng Nai. Bên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó. Chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Thì ông hước hết rồi sao? Thì đó. Bởi vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng. Thì còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bánh râu. Em ở bên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xạ với lại một số mặt hàng tiêu dùng á.
lưới gì cưng? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Dạ. Ủa, cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ giống vậy. Có không? Dạ đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á. Dạ có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nấu xà nữa, một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. À, người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Tí em tặng cho chị ông Vân nữa thôi, mấy người thùng về xài thử cái gì. Cảm ơn mình đâu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ. Đối thủ, đối thủ mình lên. Đó, nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó, Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nè thôi. Bởi vì mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. Còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, đúng không? Giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền. Mua thì mua, mua thì mua, nghe. Ai mua thì bán, ai mua thì cho. Bán, đúng ai trả tiền thì hả? Ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh đâu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á, Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền. Cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nó nhậu sẽ sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị ông Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm. Không có lấy tiền. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này rồi. Ok, rồi bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn ra nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Đúng dẫn... đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà, làm theo trong nhà, đâu biết đâu. Rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy, ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Ổng xấu lắm. Ổng thì tóc, có tóc không? Có tóc, có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy không đấy. Đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ông vô nhà ông cười đấy. Ông cười ấn tượng cái nụ cười của ông ấy. Xong rồi là ông thật thà. Thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Đúng rồi, bánh ống á. À cái bánh đó vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin mà ha Minh ha. Cái đó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống á, bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi rồi. Ăn ăn ngon, em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh Mà sao thấy cái này cười thấy hay thấy ấn tượng quen. Rồi xin cái bánh nữa đúng không? Xin bánh là xin bánh rồi, em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Thì có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai dè là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Giờ luôn. Có sao xuyến, có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cua thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mấy đầu là mang tâm chỉ là đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, rồi kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Vậy cái cách ông cua gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Thấy nó bật đèn xanh nữa rồi mình thấy và chắc
Chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu mà chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đen. Ngày nào cũng đen. Vậy đó hả? Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè, nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, chứ gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang được chán sau á, má vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên còn biết là hồi trẻ tôi gọi là xuống nhi ấy, mình cũng nghịch à, thích thể hiện. Dạ đúng kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, bởi là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bù đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ được tháng không ta? Không. Mấy tuần này mấy tuần nó đầu đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài ý muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện, bà chị gái chạy vô cất xe, xong rồi về, xong rồi bảo cái tường là con đi chơi, bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi về, ba má cũng bảo thôi để lại tính tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, bà sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi, vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, tiền quá. Nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị. Sợ. Ôi là ra sự cố mà em muốn là cái đó đó hả? Đó. Trời, tôi tưởng nó cái dụng kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi bà ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, hai đúng đứa không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có thằng bạn nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở. Ở trong ao cá hả? Ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ.
Chúc mình đi sâu vô đêm đó, đêm đầu tiên chắc trước đó không đợt trong nhà xóm trước đó còn trong ao cá lúc đấy là xong mấy là xong rồi đúng không rồi đúng bây không? Giờ nè trong túi không có tiền đúng rồi, đúng mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài rồi hẹn hò cà phê sao đó đi mượn á, đi mượn hồi đấy là mượn em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè thì ghé bữa thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm Việt Nam. Lúc đó em làm gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn đúng chưa, không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Ờ. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bánh thịt heo trước, bánh thịt heo bể lên Bình Gia, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn hả? Đó là năm 2008 2008 là 9 nhiều luôn. Sao đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. À, có trước mấy tháng. Ba rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy à, chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen đó, ở xóm ấy, mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Sao? Lúc đó, em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao đi ở đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đầu... đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở dưới quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mặt tí xíu nó bên kia tự động ra. À, dạ. Có nghĩa là em dẹp lọ bằng cách đó. Đúng. Dẹp lọ nó là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Đúng rồi. Nó thì đâu cứ cầm theo gì là thì đấy cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra có nghĩa là mình ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó tụi đó là đó. Đó. Chứ không ngại gì hết nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ổng tặng bao nhiêu món quà cho em rồi ông không có tiền đâu, ông quen con ơi quen em không có tiền đâu nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn không có em còn có được chiếc khăn tay không tiền đâu cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn xong rồi luôn. Không tặng không xong rồi tặng. Hôm đấy thằng quên tên à thằng gì đó có thằng ấy tặng nó mua cây bông hồng rồi tới tặng nó tặng xong nó về trong này ông đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn ông đang là bước lên xe đạp ông đi xe đạp xuống mà đạp xe đạp xong rồi ông tức quá ông gác cái trống là ông ở lại luôn ông thấy con nhận bông của thằng kia ông tức quá có dằn mặt không dạ có dằn mặt em không tớt thôi nhưng không làm được gì tớt không làm được tay ơi tay anh có quà đâu ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bà nó tớt bông mày xấu quá quất đi đó vậy à rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ rồi nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả không nhưng mà không con em không có đòi hỏi em không có đòi hỏi đó rồi có nghĩa là lấy nhau về nè có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi nuôi con chắc khổ lắm hả khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm công trình xa đâu lúc mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết xong rồi thì con bé nó bị vàng da lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền bé đi hết cho mấy cả nhẫn cưới chưa nhẫn cưới chưa xong rồi là đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ sợ ở dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu lúc đẻ giấu không dám nói đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về và bé con về nhà ngoại thế là lúc đó gửi bà ngoại con cũng ở nhà mình cũng ở nhà chăm luôn em cũng ở nhà chăm luôn trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả hay sao đi làm công trình gì đó đúng rồi nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình thấp cái này là một thời gian sau đợt bé như bị được mấy tháng à mình anh bị tai nạn đúng người. Rồi được khoảng mấy tháng ấy đấy đang ở trong 4-5 tháng á xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn ông được đề nó tông người ta giao thông lại bị tai nạn nữa tai nạn giao thông người ta chết là mình bị tai nạn chứ đâu dạ ông mình người ta tông người em người ta chết mất người ta tông người ta sống thì mình phụ phần lại cho người ta người ta nhà người ta cũng đàng hoàng nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa mẹ em có bị gì không dạ không bị gì nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó hai vợ chồng có cãi nhau không có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không lúc đầu là không nó như thế nào thường là cãi nhau về vấn đề gì
Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạc chơi bời tứ đồ cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Là nghĩa là bao nhiêu tiền là em đổi được. Là được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vui. Vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy, lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con không chưa làm gì đâu vì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi giờ. Là bao không có nên là không có nên là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bè thịt lợ bên Bình Dương là bè buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Em mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì trận, mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đều để đánh thua nhiều nhất. Ngoài suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu nhập tiếp người uy tín là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà có tao làm ăn được phải trả, bây giờ đòi nó bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau ở đấy ngày kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu nó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm sao ấy. Tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào cho mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chả phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi, từ cái hôm trận thôi bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ không phải là cho em trước cho đây. Rau đấy dân ở đấy là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ ngày là tuần nào như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc là xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha. Dạ. Anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn. Dạ. Em đang mắc nợ. Dạ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời? Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Dạ. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay nợ được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 triệu thì đấy. Còn nếu ngày nợ ít thì mình cứ nhấn ít, nợ nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mà xác định, mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi thì cái tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 triệu thì rồi bắt đầu quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chúng được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền mình ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ và mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều. Giờ phải thay đổi. Thay đổi từ từ chứ không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ chứ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không em cho cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu bình em cũng thật biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua là khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, rồi bày hàng ra cho người ta lấy rồi sáng đó. Cắm đồ vào nhà mà quên rồi, đi về xong rồi. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị
Có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà nhà hết sữa cho con này kia đây, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn từ ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10 năm 12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đây. Đâu thay đổi. Suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới, hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình à? Không, là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau mà cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt ăn gì đấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à? Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau là đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán dạo lòng vòng sáu. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Vốn ít. Phải siêng, siêng. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 8:30-8 giờ rồi em ra em bán 20-30 ngàn em bán. Đúng rồi. Và cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Đúng rồi. Chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó công an thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chỉ có chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Đóng em danh chuôn lắm. Nhưng mà bây giờ thì, thôi bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xe bờ hôm sau nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy, đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi. Đó, bây giờ mày có nhưng mà xấu còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi chứ không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng mới nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như làm tổng nhắn cộc càng không được, dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực bội luôn, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm thì có một hai lần à. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái lồi vào đầu rồi sao dám mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái lồi. Ủa rồi ôi, thế là gặp đúng rồi, là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ rồi. Đấy, bí đỏ, không lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó không biết, nó quá sự thật. Mà ngày hè nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn nữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư, tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều im được á. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ trong bụng có gì không Minh? Không biết, nó hên xui. Thấy thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở đi. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi lấy tiền. Hỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi tán em là ngon luôn ý. Ngon ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Ghen, có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Không ghen. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi còn, gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhẹt hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai?
ông chồng. Ủa rồi ôi quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok rồi em sang ngồi rót bia á. Nhưng mà vợ gọi thì không thèm bắt máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn, tới cái chỗ hát ok luôn, thấy thấy là đang hát hò, thấy có em bên cạnh, nó tức mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông không, ông coi như lặng thinh luôn á, đứng hình luôn, đứng hình luôn. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Đó thì đó đấy, em đi đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Đứng hình. Tự uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ quê. Đỡ nhục. Lính giỏi chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bố sao anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lẳng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ổng xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Thì ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu lâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi, chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ, nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên á, tự nhiên ngày nào đó mà Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh. Mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi, cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình là chị nói là thiệt. Ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha, làm gương mặt tại vì một cái luôn. Giỏ rau củ mà tặng ô hot đó nghe được chưa, con này cái bông lờ với này nấy ớt với này ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng cái gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên thiệt mà theo biết đâu lại là hot trend là sao, gọi là gì đó một concept về các loại rau củ, các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp ấy không, nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày, ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi ngày một loại đó Minh. Không cần thêm nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới mình đó. Sao? Em vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi chứ tật xấu của nó đó. Hàng xóm người ta mua rau đấy, người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu, mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi đâu. Anh bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được rồi. Đúng không? Ở vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dụ thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có. Cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thế nghe mà chối. Nghe cái chát mà rồi. Nín ép âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay lúc luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy không sao, em lấy tiền bo sao. Để sao em đi, em về đi, không sao em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ này kia, ăn nó nóng thì nhận đi, lúc ăn hết nóng này nói này cũng được. Chứ đừng trước mặt em bút mọi người nói này kia nó hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó mất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mừ. Lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hoàng Văn. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa
mỗi thằng vài trăm gọi là hát ok xả chết. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình, có người này người kia mới vui. Còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ và mấy thằng thua bài đi đi, đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi, là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lặn. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì đó. 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống được, tóc được nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo rồi. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy, có nghĩa là anh tu luôn đó. Mà chị thấy lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Mình phải để em râu thì mới đẹp. Nghe, phải để em râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè, Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi á là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa xả, giặt xả Minh Râu rồi, bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer á, quà gip, tặng á. Gip. Gip, ví dụ vậy, gip, gip đúng không? Gip, gip Minh Râu. Ừ. Rồi á là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó điều mình, đó chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái bài thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm bán dính tiền bán rau bán dính ra. Đó thì anh dính ra chết kỹ ra cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa rồi. Tôi thấy đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi, đi hưởng thụ đó, rồi làm công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ. Đúng luôn rồi, ha dạ. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này, vì thế như thế con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại, còn mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, xong rồi thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi, con mua hành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Không, thật ra đi. Đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng đó không? Chúc mừng em vì có được một người chồng đó, thật sự rất là tuyệt vời đó, đã được hàng độc thay đổi á. Hàng độc thay đổi và ngày hôm nay là mỗi người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn, có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong nhà thôi thì bớt nóng đi nhớ thôi thì kiểu thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở bạn ở đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh ấy thể hiện tình cảm luôn. Rồi đứng lên đi. Đúng rồi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. Chắc cũng chưa, từ từ rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Rồi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng mình vợ chồng mình gọi như là cố gắng thì nhau mà thay đổi tí xíu. Để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con. Rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em. Nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Đâu, mình nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi. Đúng đó, không có hôn môi người ta ghét. Dễ thương. Không lẽ lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự
với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lay. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.